Nhưng mà con đừng có nói chuyện này cho Ngọc biết nha con. Tới bây giờ mà bà còn sợ nó biết nữa hả? Bà có còn coi tôi là con gái ruột của bà nữa không? Nếu mà bà sợ như vậy á thì bà đừng có giận tôi. 27 năm qua tôi sống không có bà, tôi vẫn sống tốt và đứng ở đây nè. Không phải như vậy đâu con. Con đừng có như vậy nữa mà. Chẳng qua gì mẹ muốn dành một thời gian nào đó để nói cho Ngọc nó biết thôi. Mẹ sợ Ngọc nó bị sốc đó con. Chứ mẹ không có muốn như vậy đâu. Con cho mẹ một thời gian nghe con. Bản thân mẹ mà còn không tin điều đó nữa mà. Thời gian? Được, tôi cho bà 3 ngày để nói hết với nó. Còn không á thì bà cứ nuôi con của người ta đi. Đứa con ruột này của bà chết rồi. Hôm nay cô nấu nhiều món ngon quá ha. Ngon thì anh ăn nhiều vô nhá. Ủa, mà sao con thấy mẹ buồn vậy? Có chuyện gì vậy mẹ? Ngọc à, mẹ có chuyện này muốn nói với con á. Nhưng mà không có đâu, ăn đi con, ăn đi con. Có chuyện gì? Sao con thấy mẹ căng thẳng quá vậy? Có cái chuyện này. Mà thôi không có gì đâu. Hai đứa ăn đi con, ăn nhiều vô chút xíu nha. Ăn đi con, toàn ăn đi con. Em mang nước tới cho anh nè. Anh uống đi rồi làm tiếp nha. Bộ dạo này công việc nhiều lắm hay sao? Mẹ em thấy anh làm hoài không ngưng vậy. Cảm ơn em nha. Cuối tháng công việc hơi nhiều, mà em về phòng làm việc đi. Lần sau đừng có đem nước qua cho anh nữa. Bộ anh sợ con Ngọc nó ghen hả? Người như anh á thì thiếu gì gái theo. Trong khi con Ngọc á cũng đâu có đẹp hơn ai đâu. Sao anh không thử tìm một cô gái nào xinh đẹp, giỏi giang hơn cô ta? Nói lung tung như vậy? Đây là công ty đó, người khác nghe được thì không hay đâu. Ngọc là vợ sắp cưới của anh. Em mà nói như vậy nữa thì đừng có trách. Tại sao lại là cô ta mà không phải là em? Trong khi em đó xinh đẹp hơn cô ta, giỏi giang hơn cô ta gấp mấy lần. Vì cô không phải là Ngọc. Vậy nếu như ba mẹ của anh biết anh quen một cô gái nghèo khổ thì ba mẹ của anh có chấp nhận không? Mà theo em được biết á thì hai bên gia đình đã có hôn ước từ nhỏ. Vậy nếu như con Ngọc á không phải là con ruột của bà thì sao? Cô đang nói kiểu gì vậy hả? Mày nghe rồi, hỏi lại làm gì cho tức vậy? Cô ra khỏi phòng tôi ngay. Sao anh lại đuổi em? Tương lai em là vợ của anh đó. Anh đừng có lớn tiếng với em như vậy. Cô bị điên hay sao? Cô nói gì mà không ai hiểu hết vậy hả? Bộ mẹ của mày chưa nói cho mày biết rằng tao mới là con gái ruột của ba hả? Mày chuẩn bị biến khỏi căn nhà đó đi. Và để lại hết tất cả mọi thứ cho tao, kể cả chồng của mày. Chơi không lại tính đánh hả? Đừng có tức giận như vậy. Tức giận như vậy cũng không làm gì được tao đâu. Thôi em về phòng làm việc nha. Chiều chồng về á chứ đợi em về chung với nha. Không thể nào, không thể có chuyện như vậy được. Đây không phải là sự thật. Em bình tĩnh lại đi. Tại sao phải nghe lời của cô ta chứ? Cô ta nói như vậy để cho em suy nghĩ lung tung thôi, chứ mẹ không có nói gì hết. Em cảm nhận những lời cô ta nói là sự thật. Vì thái độ gần đây của mẹ, em nghĩ cô ta không nói xạo đâu. Em bình tĩnh nghe anh nói nha. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng ở bên cạnh em và cùng em đối diện với nó. Để tôi coi hai người hạnh phúc được bao lâu. Tất cả những gì của tôi nhất định sẽ lấy lại cho bằng hết. Anh thấy cái này đẹp không? Cũng được đó. Vậy có tuần anh dẫn em đi mua nha. Ủa, sao giờ này mẹ còn ra ngoài làm gì vậy? Mình đi ra ngoài có chút chuyện. Thôi hai đứa ở nhà nha. Mình đi đây. Không biết mẹ ra ngoài làm gì nữa. Em thấy mẹ dạo này khó hiểu lắm. Chắc hôm nay cuối tuần mày đi cà phê với bạn đó. Hôm nay để nấu ăn nha. Chứ anh thấy em hơi gầy rồi đó.
Chào anh. Dạ chị. Tôi có chuyện này muốn nói với anh á. Dạ chị nói đi. Tôi nói chuyện này ra chắc tôi nghĩ rằng anh sẽ không tin đó là sự thật đâu. Và anh cũng sẽ bất ngờ đó. Vì chính bản thân tôi đây, tôi cũng không tin đó là sự thật đó mà. Con Nguyên á, nó không phải là con của anh đâu. Mà đứa con gái ruột của anh á, chính là con Ngọc đó. Chị nói gì mà kỳ quá vậy? Làm sao tôi tin được? Mà hình như chị đang giỡn với tôi phải không? Tôi không bao giờ tôi giỡn với anh. Và tôi chẳng bao giờ tôi nói xạo với anh điều gì hết á. Nè, anh xem đi. Làm sao mà chuyện này xảy ra được? Tôi không tin chị đó đâu. Mà con Nguyên nó là con ruột của tôi. Chị có nhầm lẫn gì không? Thôi coi như tôi với chị không có nói chuyện bữa nay gì nữa nha. Tôi đó là sự thật. Đó là sự thật. Tôi không phải là con gái ruột của ông. Chính con Ngọc nó đã cướp đi cuộc sống giàu sang hạnh phúc 27 năm qua của tôi. Bây giờ ông còn không chịu chấp nhận nữa hả? Chẳng lẽ ông muốn tôi sống cuộc đời nghèo đói như ông hay sao? Nguyên, con là con ruột của ba mà. Bà hứa bà sẽ cố gắng đi làm lo cho con có một sống ổn định hơn. Ông đi mà nói câu đó với con Ngọc đó, tôi nghĩ là nó thích nghe lắm. Còn tôi á, tôi không có cần đâu. Mình đi thôi mẹ. Nguyên, con đi đâu vậy? Nhà con ở mà. Ông gọi cái đó là cái nhà hả? Tôi cho ông nói lại đó. Vợ ông đánh tráo tôi với con Ngọc. Bà ta muốn con mình được sống giàu sang hạnh phúc, còn để cho tôi cực khổ 27 năm qua đây nè. Làm sao mà có chuyện đó được? Con đừng nói mẹ con như vậy. Đó là sự thật đó anh à. Chính vợ anh á đã đánh cháu hai đứa nhỏ để cho tụi nó phải thay đổi số phận với nhau. Nhưng mà thực sự là tôi cũng không có trách, tôi cũng buồn gì đâu. Tôi vẫn coi bé Ngọc á như là con của tôi à. Mình đi thôi mẹ. Tôi không có muốn nhìn thấy mặt ông một giây một phút nào nữa hết. Còn ông, từ giờ trở đi á, đừng có nhận tôi là con. Tôi không có người cha nghèo đói với ông đâu. Đi thôi mẹ. Nguyên, con đừng bỏ ba mà. Nguyên. Nguyên ơi, con về với ba đi. Ba lúc nào cũng xem con như con ruột mà. Ba thương con lắm. Con đừng bỏ ba nha Nguyên. Nguyên ơi, về với ba đi con. Nè anh, tôi nghĩ anh nên để Nguyên nó sống với tôi đi, sẽ tốt nhất đó. Không lẽ anh muốn nó sống trong cuộc sống nghèo khổ, thua kém bạn bè mãi hay sao vậy? Hả? Tôi biết tình thương của anh dành cho nó rất là lớn. Thì anh cứ tới thăm nó đi, không sao đâu. Chuyện này là sao? Sao cô lại đến nhà tôi hả? Mẹ nói cho con nghe đi. Mày xuống đúng lúc lắm. Tao nghĩ mày cũng biết câu chuyện này là như thế nào rồi đó. Trả lại vị trí cho nhau đi. Sao lại như thế được? Mẹ nói cho con nghe đi, con không phải là con ruột của mẹ hả? Chuyện này thực sự là con không phải là con của mẹ. Vì trước đây mẹ con đã đánh cháu con với Nguyên, làm hai đứa phải thay đổi số phận với nhau. Vì mẹ con muốn con sống trong sung sướng. Mẹ biết mẹ nói chuyện này ra thì không ai thể nào mà tin được hết á. Nhưng mà đó là sự thật đó con à. Nhưng mà mẹ vẫn thương con, vẫn coi con như là con mà. Kể từ bây giờ cho đến về sau cũng vậy con à. Vậy ba của con là chú thân sao? Còn mẹ của con đâu? Bà ta chết 2 năm trước vì bị bệnh rồi. Bà chết cũng đáng. Nhiều đó đâu có là gì so với lỗi lầm của bà ta. Còn mày không biết khỏi đây đi. Đi cho khuất mắt tao.